Em phải kêu chồng chị lại á, tại cái con người mà vô tri á là chồng chị. Ba lại đây, tụi nhỏ hỏi ba nè. Hỏi cái gì vậy? Lại đây. Hỏi Juno nè. Không có. Con bé nó hỏi ba là nãy giờ ở dưới nói những cái câu chuyện vô tri gì? Nhiều câu chuyện vô tri lắm. Bây giờ mình phải câu thời gian để cho anh em chuẩn bị mà, cho nên mà nói, một cái con lần đợt chạy tới chạy lui nói những vậy là cố gắng làm sao mà để mọi người đừng cứ tập trung chú ý ở trên sân thượng, nhưng mà càng sáng dạ lắm. Dạ nó sáng dạ lắm cho nên là tức là bà đoán ra được một cái gì đó, nhưng có điều là không biết cụ thể là đoán ra cái gì. Cho nên trên đây là mọi người làm cái gì cho nên là cứ nhìn vô đông cười hoài, có nghĩa là con bé nó cũng biết chuyện gì và chuẩn bị xảy ra, chỉ biết là không biết kết quả nó là như thế nào rồi. Anh chị đừng có giấu mà. Tại vì bây giờ bạn Juno trốn vô một chỗ nói là rồi bây giờ anh chị phải câu giờ để cho đánh lạc sự chú ý để Juno chạy lên đầu. Nó hơi to. Bây giờ không biết làm sao để chen nhỏ nữa. Cố gắng hết sức. Tụi chị đã cố gắng hết sức rồi. Có nghĩa là vẫn trốn được bây giờ, vậy không trốn được Đạt ơi. Bự quá Đạt vẫn thấy. Rồi sau đó phải ngồi nói những cái câu chuyện vô tri vô nghĩa, nói lang mang liên miên với câu chuyện nhạt nhẽo. Thôi nói chung là cũng thành công rồi. Cũng đã có sự thành công tốt đẹp, chỉ là những câu chuyện hơi bị vô tri thôi. Kiệt sức em, kiệt sức. Ông Đạt cũng kiệt sức. Ông Đạt đó. Trời ơi. Phụ trợ. Phụ trợ làm bất ngờ vậy giờ. Anh Đạt thì cũng đoán được, anh Đạt có tia được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mong quý vị thông cảm. Nói dù lên phim diễn coi nào diễn được, chứ ngoài đời kêu mà diễn cái này diễn nọ không biết diễn sao. Thua. Mình bị sượng liền á, kiểu như có kịch bản lên phim diễn thì không sao, mà ở ngoài mà kêu kiểu mà kiếm cái gì đó để lắp trong lãng cho. Cái tự nhiên cái thấy mình dở ẹt liền luôn. Hai chồng dở ẹt. Anh chị lên tiểu phẩm dữ lắm á. Thì đó, tiểu phẩm là diễn thôi. Thật sự là truyền hình thực tế, là đây là lần đầu tiên chị tham gia truyền hình thực tế. Nó cũng khá là lạ. Chưa có kinh nghiệm. Anh chị không có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm thôi, để cố gắng. Trải nghiệm sáng giờ anh thấy sao? Anh thấy có chương trình thực tế sao? Chị coi nhiều chương trình 2 ngày 1 đêm lắm. Thì chị nhưng mà cái điều làm chị bất ngờ là chị không nghĩ ekip mọi người đông như vậy. chị cảm nhận được là công sức mọi người khá là vất vả để làm được một cái chương trình như vậy á. Còn cái trải nghiệm từ sáng giờ thì rất là thú vị rồi. Với lại anh gặp được anh Đạt, gặp Dạ, gặp cả gia đình đều rất là dễ thương á. Mà Happy lại rất là thích anh xa xỉ, rồi thích cả anh bánh mì nữa. Mấy anh em chơi với nhau rất là vui á. Nhưng mà em thấy chị nói vậy thôi chứ em thấy là chị ra chị khá là xin xì với bạn trước á. Xin xì chứ. Trời ơi. 500 ngàn nữa nữa. Mấy em một chút xíu nữa con bé nó không trả 500 ngàn. Dạ nó giết chị chết. Tại vì ban tổ chức không có cho xài tiền ngoài. Chỉ có cho chúng tôi chỉ có một nhúm tiền thôi. Phải trả tiền cho chúng tôi chứ. Bây giờ sân si nữa. Giờ không có tiền sao mua đồ ăn ăn. Nói chứ bao nhiêu đó tiền á. Nói chứ bao nhiêu đó tiền là một cái khoản tiết kiệm rất lớn cho gia đình Lâm Dĩ Dạ những ngày sau. Là cả lương thực của gia đình bao nhiêu đó. Cho nên là mình phải ráng giành giật được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngày mai mà hội thao nữa, mà nếu mà được, nếu như mà có quà nữa thì được quá tốt. Coi như là được cái quỹ tiết kiệm được nhiều nữa cho gia đình, quy ra thành đồ ăn hết. Giờ mới thấy tiền nó quý tới cỡ nào. Anh chị mai mình hội thao thì anh chị có, anh chị với lại Happy á, mình có giỏi hay là biết nữa thôi, để mai ra nhìn nhìn rồi mới tính được chứ giờ không thật sự là không anh có chị môn cũng gì để không giỏi hết. Thiệt giờ chắc chỉ có bún thung đồ là giỏi thôi. Cái đó chắc không đưa vô chơi sò đồ nhảy dây rồi thì giỏi thôi, mấy món tuổi thơ á. Chưa còn nói về thể lực chắc mình cũng dở. Nhưng mà mong là sẽ mai có Juno ha, có Juno tham gia thì đội mình tự tin hơn rất nhiều. Vậy nhảy có nhau, la 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 la, u la 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 la, nhảy có nhau, la 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 la, u la 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 la, và nhà mình có nhau.